Chào mừng các bác quay trở kênh Hải Phòng RV. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật lại cho các bác hai cái mẫu TV mới được giảm giá của Sony trong trưa ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 và hai cái mẫu TV của Sony thì mới được giảm giá rất là sốc bên em. Các mẫu TV được giảm giá trong ngày hôm nay thì giảm giá tới hơn 1 triệu đồng trên một mẫu. Các bác nào mà muốn mua thì có thể gọi điện về số tổng đài bên em, đó là 0974 178586, hoặc là số máy bàn là 0243 965 6067. Website của bên em sẽ là eco-mart.vn. Địa chỉ Ecomart tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video. Mẫu đầu tiên được giảm giá trong video ngày hôm nay và trong buổi trưa hôm nay, đó là mẫu 55X85K. 55X85K của Sony. Giá thành hiện tại của mẫu này trừ hết quà đi sẽ là 16.230.000. 16.230 bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất. Các bác nếu mà xem video của em thường xuyên thì ngày hôm qua em mới cập nhật giá cái mẫu TV này là rơi vào 17.890.000. Nhưng đến hôm nay, trưa hôm nay thì mới giảm giá xuống là 16.230.000. Tức là chỉ trong ngày hôm qua đến ngày hôm nay thôi thì cái mẫu TV 55X85K này giảm giá tới là 1.660.000. Mẫu 55X85K. Màn hình 55 inch này, độ phân giải 4K, tần số quét là 120. Công nghệ nét thì là nét nền và tấm nền VA LCD. 55X85K mẫu mới nhất của Sony trong năm 2022, có đầy đủ các tính năng như tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Sử dụng hệ điều hành là Google TV chạy Android 10. Công nghệ hình ảnh này. Đây là các cái thông số của TV, sử dụng như chip X1 4K HDR. Công nghệ hình ảnh thì sẽ có Chi Luminous Pro với hơn 1 tỷ màu sắc. Kèm theo đó là âm thanh công suất loa sẽ là 20W và có hỗ trợ cả Dolby Atmos, giúp các bác trải nghiệm xem âm thanh giống như trong rạp chiếu phim. Đây là cái giao diện của Google TV, TV Sony. Đây các bác có thể thấy nó sẽ có đầy đủ hết tính năng, đầy đủ hết ứng dụng như là Netflix này, YouTube này, FPT, VTV Go, Vion. Còn bác nào mà muốn tải thêm thì các bác có thể vào cái tab ứng dụng ở trên này. Trong đó thì các bác kéo xuống, các bác tìm kiếm ứng dụng ở đây. Trong này thì có gần như tất cả ứng dụng của một mẫu TV Smart bây giờ đang cần. Dòng chạy Android cho nên nó sẽ có đầy đủ ứng dụng gần như giống trên điện thoại ấy. Các bác có rất nhiều ứng dụng để các bác có thể lựa chọn. Ngoài ra thì cái mẫu này cũng có cả tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Tiếc là cái mẫu TV này thì em chưa kết nối, chưa kích hoạt được. Khi mà kích hoạt được tìm kiếm giọng nói rảnh tay thì ở đây nó sẽ có một cái đèn màu cam. Nhưng ở mẫu TV này thì em chưa kích hoạt được cho nên là chưa thử được cho các bác. Có tìm kiếm giọng nói rảnh tay, các bác mà muốn tìm kiếm thì các bác có thể sử dụng công lệnh OK Google. Thì có thể ra lệnh được cho TV mở các ứng dụng hoặc là nó sẽ có thêm nhiều cái tính năng khác. Thiết kế bên ngoài của mẫu 55X85K thì vẫn là viền nhựa ấy nhá. Viền mỏng 3 viền nhưng mà viền bằng nhựa, chân đế thì để hai bên. Mẫu 55X85K giá là 16.230.000. Bác nào mà muốn mua, các bác có thể gọi về số tổng đài bên em, đó là 0974 178586, hoặc là số máy bàn là 0243 965 6067. Các bác thông cảm là em sẽ đọc số điện thoại nhiều hơn một chút, bởi vì có rất nhiều bác phản hồi về không tìm thấy số điện thoại, thì trong cái video này em sẽ đọc thường xuyên cái số điện thoại bên em, để các bác nào mà muốn mua thì có thể liên hệ đến số đấy, gọi điện bên em tư vấn thêm. Và mẫu thứ hai trong video này đó là mẫu 65X90K. Mẫu 65X90K. Đây. Mẫu này thì giá hôm nay bên em giảm xuống sẽ còn là 23.380.000. 23.380.000, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đời một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất. Giá của mẫu này thì vừa mới hôm qua em cập nhật cho các bác sẽ là 24.760.000.
Nhưng đến trưa ngày hôm nay thì bên em giảm giá tiếp. Như vậy là trừ đi khoảng tầm hơn 1 triệu đồng cho cái mẫu TV 65X90K. Màn hình của mẫu TV này thì sẽ là độ phân giải 4K, tần số quét là 120. Công nghệ nét thì sẽ nét nền Full Array và có tấm nền VA LCD. Chip xử lý của nó thì sẽ là chip xử lý XR, trí tuệ nhận thức. Đây, mẫu 65X90K. Công nghệ màn hình sẽ là Chinuminous Pro với hơn 1 tỷ màu sắc. Cộng theo đó thì tổng công suất loa của mẫu 65X90K này cũng là 30W, có 4 củ loa, có tích hợp cả Dolby Atmos trên loa của TV. Những cái mẫu TV khác, ví dụ như là dòng thấp hơn là 85K thì các bác phải kết nối sang bộ loa sau 3 bên ngoài có Dolby Atmos thì các bác mới trải nghiệm âm thanh được Dolby Atmos. Còn cái mẫu TV 90K này thì nó đã có tích hợp sẵn cái công nghệ Dolby Atmos trên loa của TV, cho nên các bác không cần phải kết nối sang loa ngoài mà vẫn có thể trải nghiệm âm thanh Dolby Atmos được trên mẫu TV 65X90K này. Đây là giao diện của nó này. Giao diện của mẫu Sony thì các cái mẫu TV chạy Google TV thì nó sẽ đều giống nhau. Các bác phân biệt cho em là cái hệ điều hành Google TV, giao diện Google TV thì nó sẽ có chữ ở đây. Còn những cái mẫu TV mà chạy Android thì nó sẽ không có chữ Google TV ở trên đấy. Các cái ứng dụng trong TV nó cũng sẽ có giống nhau. Đây. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay thì đều có ở trên mẫu TV này. Và cả hai mẫu TV em quay cho các bác thì đều là màn hình 120Hz. Có rất nhiều các bác hỏi cái mẫu TV này vì sao chạy các cái demo 4K thì màn hình nó rất là đẹp rồi. Vậy thì khi mà chạy xem truyền hình thì màn hình nó đẹp không? Thì sau đây em sẽ bật cho các bác thử. Em bật thử truyền hình cho các bác xem. Màn hình với cái mẫu TV X90K này thì màn hình nó cũng rất là đẹp. Đây, em sẽ vào thử phần FPT Play để bật truyền hình cho các bác. Ví dụ như là bật VTV1 HD đi. Đây chính là tín hiệu truyền hình HD thôi. Nhưng mà các bác nhìn ở trên cái mẫu TV X90K thì màu sắc rồi màn hình nó cực kỳ nét và đẹp. Rất là đẹp đúng không ạ? Màu sắc rồi cái độ chi tiết, độ nét, độ hình ảnh được đẩy lên rất là cao qua cái mẫu 65X90K này. Đấy là cái mẫu TV 65X90K khi mà các bác xem truyền hình. Mặc dù là cái tín hiệu chỉ là HD thôi, nhưng mà lên cái mẫu TV này qua cái màn hình thì cái tín hiệu được đẩy lên cao hơn và đẹp hơn. Các bác mà muốn mua thì các bác đừng quên gọi điện về số tổng đài bên em, đó là 0974178586 hoặc là số máy bàn là 0243965 6067. Mẫu 65X90K giá thành hiện tại sẽ là 23.380.000, và hiện tại thì cũng gần Tết rồi và các bên chuyển phát, bên giao hàng các tỉnh thì bên em cũng đã nghỉ rồi, không giao được các tỉnh các bác nhá. Các bác nào mà ở khu vực Hà Nội thôi, các bác mua hàng các bác có thể gọi bên em, thì trong khu vực nội thành Hà Nội thì bên em vẫn có thể giao được. Còn các bác ở tỉnh ngoài thì chắc phải hẹn các bác ra Tết thôi. Bởi vì hiện tại thì bên chuyển phát họ đã ngừng, không tiếp nhận đơn hàng chuyển các tỉnh nữa rồi. Còn các tỉnh lân cận, ví dụ như là Hải Phòng, thì bên em sang ngày mai ngày thứ ba, ngày 17 tháng 1 thì bên em có chuyến đi Hải Phòng, giao tất cả các đơn Hải Phòng đang nợ. Thì chỉ nốt ngày mai thì bên em giao tỉnh, giao Hải Phòng thôi. Còn các tỉnh khác thì chắc là phải hẹn các bác ra Tết thì bên em mới giao được. Giá thành cực kỳ sốc. Bác nào muốn mua thì liên nhanh tay mua trong thời điểm này. 65X90K này và mẫu 55X85, hai mẫu được giảm giá sập sàn trong ngày hôm nay. Một mẫu 55 thì giảm rơi vào 1.6-1.7 triệu. Còn mẫu 65X90K thì giảm rơi vào 1.4 triệu. Video cập nhật của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.